Wow, không ngờ mình có thể tự tay chuẩn bị được một bữa tiệc hoành tráng như thế này tại nhà luôn. Xin chào mọi người, gần đây Helen nhận được rất nhiều tin nhắn hỏi về cách tổ chức tiệc sinh nhật tại nhà. Cho nên hôm nay Helen sẽ giới thiệu đến các bạn 4 món đãi tiệc kiểu Tây siêu hấp dẫn để các bạn có thể tự tay chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng cho các thành viên trong gia đình của mình nhé. Người bạn đồng hành không thể thiếu trong bữa tiệc của chúng ta ngày hôm nay chính là sốt mayonnaise Heinz mà Helen cực kỳ yêu thích. Vì chứa thành phần tự nhiên, không hương liệu, không màu nhân tạo và không chất làm đặc nên rất là an toàn cho sức khỏe của cả trẻ em và người lớn tuổi. Cho món khai vị, Helen sẽ làm món trứng quỷ hay còn gọi là Devil Eggs. Cái tên nghe thật là độc đáo đúng không? Đây là một món trứng rất được yêu thích ở các nước phương Tây. Với cách làm rất đơn giản nhưng hương vị của món ăn này sẽ làm màn dạo đầu đầy ấn tượng cho bữa tiệc của bạn đó. Nguyên liệu gồm có mayonnaise Heinz vị truyền thống, 4 cái trứng gà, ít ngò tây, một muỗng cà phê nước cốt chanh, 1/4 muỗng cà phê muối và nửa muỗng cà phê ớt bột. Đầu tiên mình sẽ cho trứng vào nồi luộc với một muỗng canh giấm trong vòng 12 phút. Khuấy nhẹ tay khi luộc để lòng đỏ ở trung tâm nha. Sau đó vớt ra để nguội, bóc vỏ rồi chẻ dọc làm đôi. Mình sẽ lấy riêng phần lòng đỏ cho vào tô và nghiền nhuyễn. Tiếp theo Helen sẽ cho vào 3 muỗng sốt mayonnaise của Heinz vị truyền thống. Loại sốt này được sản xuất theo công nghệ hiện đại, cùng công thức thông minh tạo nên sự hòa quyện giữa hương sữa thơm ngon cùng vị chua béo đặc trưng của trứng gà và giấm, giúp cho món ăn có mùi vị rất là thơm ngon và độc đáo. Cho thêm vào ít muối, vỏ chanh bào, ít ngò tây cắt vụn, nước cốt chanh vào tô lòng đỏ trứng rồi tán đều cho nhuyễn mịn. Cho hỗn hợp lòng đỏ vào túi bắc bông kem có gắn đuôi bắc kem. Mình sẽ bơm hỗn hợp lòng đỏ này vào lòng trắng trứng và tạo hình cho đẹp. Sau cùng sẽ rắc lên tí ớt bột và cộng ngò để trang trí. Sở dĩ món trứng này có tên là trứng ác quỷ bởi vì là nó có ớt bột cay, tạo nên sự liên tưởng đến sức nóng và ngọn lửa đỏ rực ở địa ngục đó mọi người. Nhờ vị thanh chua dịu ngọt của sốt mayonnaise Heinz hòa quyện cùng các gia vị đi kèm, trứng gà đã được nâng tầm trở thành một món ăn khai vị vô cùng lôi cuốn. Các bạn hoàn toàn có thể biến tấu ra nhiều phong cách khác nhau, ví dụ như là cho thêm cà chua, cà rốt, hành tím hay là hành lá hay là bơ vào lòng lõi trứng để phù hợp hơn với khẩu vị của gia đình mình nhé. Món thứ chính trong bữa tiệc ngày hôm nay sẽ là fish and chip, là cá và khoai tây chiên, một món ăn mang đậm biểu tượng và là niềm tự hào của ẩm thực đường phố của nước Anh. Có món này thì các bé nhà bạn sẽ hào hứng với bữa tiệc lắm đấy. Nguyên liệu gồm có cá chẽm phi lê, sốt mayonnaise Heinz vị truyền thống, ít muối ớt bột, 6 muỗng canh bột mì, 2 muỗng canh bột gạo, ít ngò tây và khoai tây cắt que đông lạnh, một trái chanh vàng, ít dưa leo bao tử muối chua và nửa củ hành tây, cùng một ít nước soda hoặc là bia lạnh. Cá chẽm phi lê bạn lọc bỏ da và rửa sạch, sau đó để thật khô ráo và ướp với muối và tiêu đều hai mặt. Trong một cái bát lớn mình sẽ hòa 4 muỗng canh bột mì và 2 muỗng canh bột gạo. Trộn đều lên rồi thêm 120ml nước soda lạnh vào và khuấy đều. Tiếp theo cho 2 muỗng canh bột mì vào dĩa, lăn miếng phi lê cá qua để áp một lớp mỏng. Sau đó mình sẽ nhúng vào hỗn hợp bột ướt rồi thả vào chảo dầu nóng chiên ngập dầu cho đến khi vàng giòn. Khoai tây đông lạnh thì bạn cũng có thể chiên ngập dầu hoặc là xắt với dầu ăn rồi cho vào nồi chiên không dầu cùng một củ tỏi cắt đôi và chiên khoảng 15 phút ở 200 độ C, thỉnh thoảng lấy ra và xắt lên cho đến khi vàng đều. Khi khoai tây chiên vàng giòn thì mình sẽ lấy ra và xóc với muối tiêu, ớt bột cùng ít ngò băm nhuyễn. Để làm sốt tatar ăn kèm thì chúng ta sẽ cắt nhuyễn, dưa chuột bao tử muối và ít hành tây. Sau đó trộn với 2 muỗng canh sốt mayonnaise Heinz vị truyền thống và một ít muối tiêu. Kiểu dáng của chai sốt mayonnaise Heinz úp ngược rất là độc đáo, chắc chắn và dễ sử dụng và bảo quản. Bạn có thể tận dụng hết lượng sốt có trong chai đến giọt cuối cùng. Wow, bạn có nghe được độ giòn của cá không? Ăn kèm khoai tây giòn rụm và có thể thêm một lát chanh vàng để tạo thêm hương vị đặc biệt hơn cho món ăn này nhé. Chấm vào chén sốt tatar là ngon hết sảy luôn. Món salad 7 tầng kết hợp với nước sốt mayonnaise thơm bùi hấp dẫn cùng sự tươi mát của rau xanh không chỉ giúp giải phóng vị giác sau món chính nhiều đạm mà còn giúp cho bữa ăn của chúng ta trở nên cân bằng dinh dưỡng và phong phú lựa chọn cho cả gia đình hơn nè. Nguyên liệu cho món này sẽ gồm có salad, bắp cải tím, cà chua, dưa leo, trứng, bắp, thịt heo xông khói, sốt mayonnaise Heinz ít béo, dưa chuột bao tử muối, chanh vàng và hành tây. Bắp cải mình sẽ bào sợi, xà lách thì cắt khúc, dưa leo thì cắt miếng vừa ăn và hành tây thì băm nhỏ. Bạn cho luộc trứng 12 phút cho chín, thịt xông khói thì mình sẽ đem áp chảo cho đến khi vàng giòn. Cho món ăn này thì Helen sẽ sử dụng mayonnaise Heinz loại light là ít béo vì loại sốt mayonnaise này có hàm lượng chất béo ít hơn 60% so với vị truyền thống.
nhưng mà vẫn giữ được hương vị thơm ngon của lòng đỏ trứng gà hòa quyện với vị chua thanh của giấm, phù hợp với những ai vừa muốn giảm cân mà vừa muốn được ăn ngon nha. Hành tây và dưa chuột muối bạn cũng băm nhuyễn và trộn với sốt mayonnaise Heinz. Thêm ít nước cốt chanh, ít muối tiêu và ngò tây vào cho thơm. Tiếp theo mình sẽ xếp rau củ vào thố thủy tinh cho màu sắc xen kẽ thật đẹp mắt nhé. Thành 6 tầng tương ứng với 6 loại rau củ nha. Sau đó mình sẽ rưới phần sốt salad lên thành tầng thứ 7 và thêm ít thịt xông khói giòn giòn lên nữa là món salad 7 tầng siêu hấp dẫn đã hoàn thành. Món salad này sẽ khiến cho bàn tiệc của chúng ta trở nên sang trọng và sinh động hơn rất nhiều. Hãy nhớ trộn thật đều để nước sốt hòa quyện thấm đẫm vào các loại rau nha. Món ăn chính của bữa tiệc hôm nay sẽ là sườn nướng barbecue thơm phức và đầy quyến rũ. Nhìn tảng sườn mềm ngọt, phủ lớp sốt bóng bẩy óng ánh thế này thì làm sao có thể cầm lòng được đây. Bạn cần có 1 kg sườn, 3 muỗng canh sốt mayo Heinz vị truyền thống, 1 quả cam vắt nước, ít hành tỏi, 3 thìa tương ớt, 2 thìa rượu trắng, nửa muỗng cà phê hạt nêm, 3 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh đường, nửa muỗng cà phê tiêu, 2 thìa mật ong, cùng ít dưa chuột bao tử muối chua. Đầu tiên thì mình sẽ bóc bỏ lớp nhầy ở trên miếng sườn, sau đó rửa sạch và thấm ráo nước. Băm nhuyễn hành tỏi rồi trộn với rượu nấu ăn và vắt lấy nước cốt. Cho vào tô cùng với dầu hào, tương ớt, ít đường, mật ong, hạt nêm, tiêu và muối. Cùng với phần nước cam rồi trộn đều lên. Thêm 2 muỗng canh sốt mayonnaise Heinz sẽ giúp phần thịt mềm bóng và thơm hơn. Rửa phần sốt này lên miếng sườn để áo đều hai mặt, rồi bọc kín lại và để trong tủ lạnh ướp qua đêm. Mình sẽ nướng sườn ở trong nồi chiên không dầu ở nhiệt độ 160 độ C trong vòng 90 phút. Khi mà được nửa thời gian mà mặt trên đã vàng thì mình sẽ lấy miếng giấy bạc và phủ lên mặt miếng sườn để cho nó không bị cháy. 15 phút sau cùng thì mình sẽ tăng nhiệt độ lên 180 độ C và mở lớp giấy bạc ra để thịt vàng đều hơn nha. Mình sẽ ăn kèm sườn với salad, sốt mayonnaise và bánh mì nướng bơ tỏi là bảo đảm ngon miễn chê. Wow, bàn tiệc tự làm tại gia quá là hoành tráng luôn phải không? Hãy lên ăn thử miếng sườn nha. Phần thịt rất là mềm và thơm, béo và rất thấm gia vị luôn. Ăn kèm với chén sốt mayonnaise Heinz trộn dưa muối và hành tây thì là ngon mê ly. Sốt mayonnaise này thích hợp để chấm bánh mì, sandwich, khoai tây chiên, gà chiên hay là trộn salad trái cây cũng ngon mê ly luôn đó mọi người. Với video 4 món đãi tiệc kiểu Tây này, Helen hy vọng các bạn sẽ thành công trong việc tự tay chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng cho cả gia đình của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!